để giảm tải ùn tắc, đặc biệt là tạo thuận lợi cho du khách kiều bào về quê đón Tết được nhanh chóng, thuận lợi, sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai hệ thống cổng tự động kiểm soát xuất nhập cảnh AutoGate tại nhà ga quốc tế. Khu vực xuất nhập cảnh ga quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện được lắp đặt 10 máy quét hộ chiếu, trong đó 5 máy phục vụ khách xuất cảnh và 5 máy cho khách nhập cảnh. Hành khách khi đến Việt Nam nếu đã sở hữu hộ chiếu điện tử gắn chip, có thể quét hộ chiếu tự động, giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục xuất nhập cảnh theo hình thức thủ công như trước đây. Việc đưa vào sử dụng hệ thống xuất nhập cảnh tự động sẽ góp phần giảm ùn tắc quá tải cho sân bay, tiết kiệm chi phí, nhân lực, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh. Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn sau một năm triển khai, tuy còn gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu, thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của địa phương, chủ đầu tư, nỗ lực của nhà thầu, tư vấn giám sát, tiến độ thực hiện đến nay đã vượt kế hoạch đề ra. Cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn dài 88 km đi qua các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Đây là dự án có tổng mức đầu tư và quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Hiện các nhà thầu đã triển khai 39 mũi, bao gồm 23 mũi thi công đường, 10 mũi thi công cầu và 6 mũi thi công hầm. Đặc biệt, trên tuyến cao tốc có 3 hầm xuyên núi, gồm hầm 1 dài 610 m, hầm 2 dài 700 m và hầm 3 dài 3.200 m. Sau một năm triển khai thi công, cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đã thông được 2 trong số 3 hầm xuyên núi, vượt tiến độ đề ra 7 tháng. Riêng hầm số 3 sẽ thông sau 42 tháng theo hợp đồng thi công, nhưng nhà thầu đang nỗ lực để thông hầm đường bộ cấp đặc biệt này sớm hơn kế hoạch. Sau một năm triển khai thi công, cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đã thành hình hài. Đến nay, sản lượng thực hiện đã đạt hơn 12% tổng khối lượng, nhiều hạng mục đã vượt kế hoạch đề ra, hứa hẹn sẽ hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch vào tháng 9 năm 2026. Thời điểm này, Lâm Đồng đang bước vào cao điểm mùa khô, dễ xảy ra cháy rừng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các cấp ngành, đơn vị chủ rừng tập trung các biện pháp phòng cháy, tuyệt đối không lơ là chủ quan, nhất là thực hiện các phương án bảo vệ rừng, phòng cháy rừng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố và các cấp, ngành, đơn vị chủ rừng tăng cường các giải pháp phòng chống cháy rừng từ nay đến hết mùa khô năm 2024, đặc biệt là thực hiện các biện pháp quản lý rừng thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng chống cháy rừng, lập các tổ trực cháy, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô, chủ động bố trí lực lượng tuần tra, canh gác các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, tháo dỡ nhà kính, nhà lưới lấn chiếm trên đất lâm nghiệp, ngăn chặn việc lợi dụng dịp lễ Tết Nguyên đán để ken cây, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng trong công an nhân dân tập trung lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai thực hiện cao điểm với mục tiêu kịp thời phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế ùn tắc giao thông, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi lễ hội trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 của người dân. Kế hoạch được thực hiện đến ngày 9 tháng 3 năm 2024. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch mùa đông xuân, thời điểm giao mùa, đồng thời cũng trùng vào dịp Tết nên nhu cầu giao thương đi lại vui chơi của người dân tăng cao. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên liên tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới để có các giải pháp phòng chống dịch phù hợp. Trong đó lưu ý theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do virus, chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm công tác y tế với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.
Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM chủ động triển khai hiệu quả, giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện các ca bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong, duy trì thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng. Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, khoa cấp cứu của các bệnh viện tại TP HCM đã tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ bị chấn thương nặng nề, rất khó hồi phục do nghịch pháo. Các ngành chức năng đã lên tiếng cảnh báo khi Tết đang cận kề và pháo lậu cũng tràn lan ngoài thị trường. Ghi nhận tại khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM, một bệnh nhi 14 tuổi nghịch pháo và gây nổ lớn dẫn đến bị thương nghiêm trọng. Một trường hợp khác cũng nguy kịch vì pháo nổ. Bệnh nhi 15 tuổi nhập viện sau vụ nổ với nhiều chấn thương nặng nề, nhiều dị vật găm vào cơ thể. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy hết dị vật ở các vùng bị tổn thương. Và 3 năm trở lại đây bắt đầu xuất hiện và càng ngày có theo tôi cảm nhận là cái sự xuất hiện nó càng ngày càng nhiều hơn. Thì cái này là một cái sự cảnh báo rất là nguy hiểm về cái chuyện mà trẻ con quá dễ tiếp cận với là chất nổ và không có cái sự kiểm soát của gia đình cũng như cái sự cảnh báo của nhà trường cũng như là cái cộng đồng xã hội. Từ những tai nạn thương tâm này, các ngành chức năng lên tiếng cảnh báo nguy hiểm tính mạng, nhất là thời điểm giáp Tết, trẻ em luôn tò mò và tìm những trò chơi liên quan đến pháo. Chưa kể pháo lậu tràn lan ngoài thị trường, chưa được kiểm soát, phụ huynh cần phối hợp với nhà trường chú ý đến con mình hơn để kịp thời ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra, hậu quả còn để lại vĩnh viễn về sau. Vừa qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp cho Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi TP HCM phối hợp với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức triển lãm từ thiện với chủ đề Vòng tay nhân ái nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Nhiều tranh vẽ quà lưu niệm của người khuyết tật, trẻ mồ côi được nhiều người ủng hộ. Chương trình triển lãm trưng bày và bán các sản phẩm thủ công do chính tay học viên khuyết tật và khiếm thị của Trung tâm thực hiện. Các sản phẩm phong phú, đa dạng như tranh hoa đất, tranh sơn dầu kết hợp, móc khóa, hàng may mặc. Toàn bộ doanh thu từ việc bán sản phẩm trong ngày triển lãm sẽ được chuyển trực tiếp về Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp cho Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi của TP HCM để chăm lo cuộc sống và học tập của học viên. Triển lãm là cơ hội để các sản phẩm của học viên được quảng bá rộng rãi, bảo đảm tốt hơn đầu ra sản phẩm, tạo thêm động lực để học viên tiếp tục sáng tạo thêm nhiều sản phẩm độc đáo, phấn đấu hòa nhập vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người yếu thế của cộng đồng, góp phần cùng thành phố mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người khuyết tật và trẻ mồ côi, thực hiện tốt chương trình, không để người nghèo, người yếu thế, tụt hậu, bị bỏ quên. Sau dịp Giáng sinh, phố Hàng Mã nhanh chóng thay áo mới chuẩn bị cho Tết âm lịch. Trước thềm Xuân Giáp Thìn, phố Hàng Mã ngập tràn sắc đỏ của những quầy hàng bán đồ trang trí, trưng bày mừng ngày Tết truyền thống. Nơi đây thu hút không chỉ người dân Hà Thành mà cả những du khách đến mua sắm và tham quan. Để có thể ngắm nghía được nhiều đồ trang trí Tết cho gia đình hơn, cô Định đã lên phố Hàng Mã thăm thú nhiều lần, dù phải gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Mình cũng tranh thủ là thời gian càng đi sớm hơn ý, mình có thời gian mua sắm mà mẫu mã còn nhiều mẫu, mình chọn lựa được nhiều hơn. Còn nếu những ngày thì gần sát Tết ý, thì đường phố nó đông lắm, đi lại là một cái sự mình mua bán di chuyển động khó. Ngày như này thì chị rảnh thì chị đến chị ngắm chị thấy hợp lý thì chị vào mua thôi. Giá cả thì năm nay giá cả thì chị thấy cũng tiền nào của đấy, rất nhiều mặt hàng đa dạng. Hàng Mã là con phố nổi tiếng với những đồ dùng trang trí Tết đa dạng, nên mỗi dịp xuân về, nơi đây luôn tấp nập người mua kẻ bán. Năm nay có một sự chuyển biến khác hơn, đó là các sản phẩm mang thiên hướng dân gian, truyền thống, phong phú và đẹp mắt hơn, như dây pháo, quạt nan, mành câu đối. Đặc biệt là những mặt hàng mang hình ảnh linh vật rồng cho năm Giáp Thìn được nhiều người lựa chọn. Mỗi năm thì phải nhập hàng của Trung Quốc nhiều, nhưng năm nay hầu như hàng Việt Nam lên ngôi. Cái thị hiếu về dân gian rất là nhiều. Năm nay người ta làm rất là truyền thống, rất là Việt Nam luôn đấy. Năm nay là Giáp Thìn, đây những mẫu mã của những con rồng đây, tôi thấy gian hàng này bày ra rất nhiều mẫu đẹp, rất nhiều mẫu mã đẹp mà nó là truyền thống chứ nó không phải là những hàng quá là xa xỉ hay là đắt tiền, nên là nó rất là vừa hợp với cái nhu cầu của khách hàng. Càng sát Tết, phố Hàng Mã càng sầm uất và rực rỡ hơn. Dần dần con phố này không chỉ là nơi mua bán mà còn là địa điểm check-in mới được nhiều người tìm đến để cảm nhận không khí rộn ràng, xuân sang, Tết về.
Thời gian gần đây, cả nước liên tục xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trong trường học. Mới đây, tại thành phố Thanh Hóa đã ghi nhận nhiều học sinh tiểu học bị rối loạn tiêu hóa sau bữa ăn bán trú. Những sự cố này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát bếp ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục. Kiểm tra tại trường tiểu học Điện Biên 2, đoàn công tác của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến quá trình chế biến tại bếp ăn. Tuy nhiên, việc lưu mẫu thực phẩm chưa được thực hiện theo đúng quy định. Cái lưu mẫu thực phẩm cũ là chưa đảm bảo được 24 giờ, cho nên nhà trường vẫn lưu giữ ở trong tủ. Và cái mà như hôm nay là đoàn góp ý thì nhà trường sẽ khắc phục lưu mẫu sớm hơn trước khi mà chia cơm. Công ty cũng sẽ hướng dẫn chỉ đạo lại cán bộ nhân viên trong nhà bếp làm sao đấy là thực hiện đúng được cái quy trình mà quy trình chế biến cũng như quy trình lưu mẫu. Thành phố Thanh Hóa hiện có 110 trường học thực hiện bữa ăn bán trú. Vừa qua, các đoàn giám sát đã được thành lập để kiểm tra, lấy mẫu thức ăn, đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở này. Nếu như có bất kỳ một cái sai phạm nào trong cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ phòng giáo dục cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa sẽ xử lý rất là nghiêm khắc đối với những trường hợp này. Trẻ em có sức đề kháng thấp, dễ bị ngộ độc nếu như ăn phải thực phẩm không bảo đảm vệ sinh. Mỗi vụ việc xảy ra, các cháu lại chịu thiệt thòi và rất nhiều phụ huynh càng thêm phần hoang mang khi gửi con tới trường. Vì vậy, việc kiểm tra giám sát thường xuyên của lực lượng chức năng là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Chuyển sang các thông tin quốc tế, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết các lực lượng của nước này và nước Anh đã bắn hạ 21 thiết bị bay không người lái và tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen ngày 9 tháng 1 phóng về phía Nam Biển Đỏ nhằm vào các tuyến đường vận tải biển quốc tế. Lực lượng Hải quân Anh và Mỹ đã bắn hạ 18 thiết bị bay không người lái, 2 tên lửa hành trình chống hạm và 1 tên lửa đạn đạo chống hạm. Đây là vụ tấn công thứ 26 của Houthi nhằm vào các tuyến đường vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023. Chưa có báo cáo về thương tích hay thiệt hại nào sau vụ việc trên. Hồi tháng 12 năm 2023, để xử lý các cuộc tấn công của Houthi trên Biển Đỏ, Mỹ đã thành lập một liên minh hải quân mang tên Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng để bảo vệ an ninh cho tuyến đường vận tải biển quan trọng, vốn chiếm khoảng 12% hoạt động thương mại hàng hải toàn cầu này. Lực lượng Houthi tại Yemen đã tăng cường thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, khiến nhiều hãng vận tải lớn, bao gồm Maersk và Hapag-Lloyd, buộc phải chọn tuyến đường xa hơn, khiến tăng chi phí gần 250%. Năm 2023, Mỹ ghi nhận 28 thảm họa do thời tiết và khí hậu gây ra như lũ lụt và cháy rừng, gây thiệt hại gần 93 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo ngày 9 tháng 1, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cho biết, trong năm ngoái 2023, Mỹ đã phải hứng chịu 28 thảm họa thiên tai, vượt kỷ lục 22 thảm họa của năm 2020. Cháy rừng tại đảo Maui, bang Hawaii đã trở thành thảm họa tồi tệ nhất trong vòng hơn một thế kỷ qua. Nếu tính cả thiệt hại từ lũ lụt do cơn bão đổ bộ bờ đông của Mỹ hồi tháng 12, thiệt hại 93 tỷ đô la Mỹ sẽ chưa phải là con số cuối cùng. Số liệu của NOAA cũng cho thấy nhiệt độ trung bình ở Mỹ trong năm ngoái 2023 là 12,4 độ C, mức cao thứ 5 trong lịch sử nước này. Giới khoa học cho rằng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang làm trầm trọng hơn tình trạng biến đổi khí hậu, thể hiện qua việc các hiện tượng cực đoan như lũ lụt, hạn hán và nắng nóng xảy ra nhiều hơn và mực nước biển dâng cao hơn. Chính phủ Cuba vừa công bố quyết định tăng gấp 5 lần giá xăng và dầu diesel kể từ ngày 1 tháng 2, từ 25 peso hiện tại lên 132 peso, tương đương với 1,1 đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái chính thức. Bên cạnh tăng giá xăng dầu lên gần 500%, từ ngày 1 tháng 2, khoảng 28 trạm xăng tại Cuba sẽ bắt đầu thu phí nhiên liệu bằng ngoại tệ đối với khách du lịch. Giới chức Cuba cho biết, việc tính phí xăng dầu bằng đô la Mỹ sẽ giúp nước này tăng thu ngoại tệ và sử dụng nguồn này để chi trả nhiên liệu nhập khẩu từ các nhà cung cấp quốc tế. Chính phủ Cuba dự kiến sẽ thành lập một số trung tâm dịch vụ chỉ bán xăng dầu bằng ngoại tệ mạnh và chấp nhận các loại hình thanh toán quốc tế như thẻ Visa, Mastercard và MIR. Cùng ngày, chính phủ Cuba cũng công bố quyết định tăng 25% giá điện đối với những người sử dụng nhiều hơn 300 kWh và giá khí hóa lỏng dân sinh từ tháng 3 tới, nhằm cắt giảm mức trợ cấp và khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Ronnie Long, người đàn ông da màu ngồi tù 44 năm vì bị kết tội hiếp dâm, được bồi thường 25 triệu đô la Mỹ 3 năm sau khi được minh oan.
Chính quyền thành phố Concord, bang Bắc Carolina, ngày 9 tháng 1 ra thông báo cho biết đã chi số tiền bồi thường để dàn xếp vụ kiện dân sự của Ronnie Long, người đàn ông da màu 68 tuổi, đồng thời xin lỗi ông Long về những tổn hại to lớn cho ông cùng gia đình, bạn bè và cam đoan không xảy ra vụ việc tương tự. Số tiền 25 triệu đô la Mỹ này là một trong những mức bồi thường oan sai lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Trước đó, ngày 1 tháng 10 năm 1976, ông Long bị buộc tội cướp của, hiếp dâm một phụ nữ da trắng và bị tuyên án chung thân ở tuổi 21. Sau khi ngồi tù oan tổng cộng 44 năm, 3 tháng và 17 ngày, ông kháng cáo và được bang Bắc Carolina bồi thường 750.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, ông đã khởi kiện vì cho rằng mức đền bù này là không thỏa đáng. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, Quốc hội sẽ khai mạc kỳ họp bất thường vào ngày 15 tháng 1 để xem xét thông qua một số luật và nghị quyết, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Dù trải qua nhiều vòng thảo luận góp ý, song dự thảo luật còn nhiều vấn đề khiến cho các chuyên gia, doanh nghiệp băn khoăn liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, các phương pháp định giá đất và việc tạo quỹ đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, đại biểu Quốc hội khóa 13 và 12, cho rằng cần phải có khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến đạt 95% kế hoạch, tương đương gần 676.000 tỷ đồng, là mức cao nhất từ trước đến nay. Bài viết trên báo Nhân dân khẳng định, trong khó khăn chung của tình hình kinh tế xã hội năm 2023, động lực đầu tư công tiếp tục phát huy sức mạnh khi tiến độ giải ngân vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước có chuyển biến mạnh mẽ từ đầu quý 2, qua đó hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đầu ra cho nhiều ngành, lĩnh vực, góp phần tạo động lực tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Ngày 7 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Trong đó, Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng ít nhất 10%, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng dưới 10% so với năm 2023. Theo bài viết trên báo Thời Nay, năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc cải thiện môi trường kinh doanh được coi là một trong những yếu tố quan trọng để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư tư nhân vào tăng trưởng và phát triển nền kinh tế. Chuyển sang thông tin trên báo Lao Động, bắt đầu từ cuối năm 2023 và sang năm 2024, các ông lớn lĩnh vực bán dẫn sẽ đổ bộ vào Việt Nam, tạo nên làn sóng mới và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam năm nay. Theo Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ, đây chính là lúc Việt Nam gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi để đón làn sóng đầu tư mới của các công ty chip đang nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng mạnh hơn, tốt hơn trên toàn thế giới. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam. Các chuyên gia, nhà quản lý dự báo quy mô và giá trị xuất khẩu nông sản sang quốc gia 1,4 tỷ dân này trong năm 2024 sẽ tăng trưởng mạnh nhờ các yếu tố thuận lợi. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, hiện các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc gấp rút hoàn thiện hồ sơ mở cửa thị trường đối với 6 sản phẩm là trái cây có múi và thủy sản đánh bắt tự nhiên. Khi 6 mặt hàng này được xuất khẩu chính ngạch sẽ tạo dư địa tăng trưởng doanh thu hàng tỷ đô la Mỹ cho ngành nông nghiệp. Với mục tiêu đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ khoảng 110 triệu lượt khách nội địa, theo thông tin trên báo Đại đoàn kết, ngay trong những ngày đầu năm, du lịch Việt Nam đã có những bước khởi động đầy ấn tượng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để đạt được sự đột phá còn đòi hỏi sự đổi mới trong tư duy, cách làm sáng tạo, bài bản để duy trì sức hút của các sản phẩm và điểm đến du lịch một cách bền vững. Có thể nói, đạt được danh hiệu đã khó, nhưng để gìn giữ danh hiệu, hình thành một chỉ dẫn địa lý vững chắc về thương hiệu du lịch của điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới còn khó hơn rất nhiều. Nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng tăng cao, nhất là dịp từ nay cho đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo thông tin trên báo Hà Nội Mới, thời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do làm đẹp ở những cơ sở thẩm mỹ không an toàn và từ dịch vụ làm đẹp trái phép.
Trước thực tế trên, các bác sĩ khuyến cáo hiện có rất nhiều các cơ sở làm đẹp không ngại quảng cáo với những lời lẽ có cánh và thực hiện nhiều thủ thuật không đúng với phạm vi hành nghề và đăng ký với cơ quan chức năng. Vì vậy, người dân nên lựa chọn các dịch vụ làm đẹp được cấp phép và thực hiện tại các cơ sở y tế uy tín, có các bác sĩ đào tạo chuyên ngành để tránh tiền mất tật mang. Nội dung vừa rồi của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, vùng hội tụ gió trên mực 1.500m suy yếu, khối không khí lạnh yếu dần và lệch đông. Miền Bắc chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc đến đông, nên ở Bắc Bộ vẫn sẽ duy trì tình trạng mây nhiều. Ở khu vực phía đông Bắc Bộ thì có mưa nhỏ, mưa phùn gần như suốt cả ngày. Nền nhiệt đi ngang, đến 13 giờ, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 21 đến 22 độ. Còn đối với khu vực vùng núi phía Bắc như tại Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang và cả Lạng Sơn, nhiệt độ thấp hơn ở ngưỡng 18 đến 20 độ. Chỉ riêng khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La trong ngày hôm nay vẫn có nắng nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 24 đến 26 độ. Đợt tăng cường lần này của không khí lạnh có tác động xuống đến các tỉnh miền Trung nhưng không nhiều. Vùng chịu tác động mạnh nhất của đợt tăng cường lần này là hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, khiến cho khu vực này trong ngày hôm nay tiếp tục có mây nhiều cùng với mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng từ 22 đến 23 độ. Vùng từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi ít chịu tác động của không khí lạnh. Trong sáng nay trời nhiều mây, chiều mây giảm và thậm chí còn có nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế giao động từ 24 đến 27 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ là từ 27 đến 28 độ. Khu vực Nam Trung Bộ là Bình Định, Phú Yên hôm nay cũng nhiều mây hơn, nắng gián đoạn, nhiệt độ trong khoảng 29 độ. Còn Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận thì trời có nắng cả ngày nên nhiệt độ vẫn cao từ 30 đến 32 độ. Ngày mới ở các tỉnh thành phía Nam lúc này trời đã có nắng, báo hiệu hôm nay tiếp tục là một ngày khô ráo ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng sớm, cường độ nắng mạnh. Thời gian nắng dài làm cho nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ vẫn cao từ 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 33 đến 34 độ. Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 6. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày.